Khán giả của Sài Gòn TV, đây là chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi. Qua chương trình này, chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những cái tin tức đáng chú ý trong tuần qua, kèm theo những phân phân tích và phê bình của các chuyên gia. Cái bản tin đầu tiên có liên quan tới Ukraine và nước Nga đó là câu chuyện vì sao mà Ukraine thay đổi cái ngày mừng lễ Giáng sinh thì lại là một cái thất bại của ông Putin. Thì thưa với quý vị thì dân tộc của Ukraine họ có một cái tôn giáo chính yếu là chính thống giáo. 78% hay là sắp xỉ 80% của dân Ukraine thì theo cái, cái đạo đạo này. Và từ trước đến nay trong lịch sử đó họ cũng giống như những người chính thống giáo của Nga. Họ mừng cái lễ Giáng sinh vào cái ngày mùng 7 của tháng 1 năm mới. Tức là hai tuần trễ hơn là cái người công giáo và châu Âu cử hành cái ngày mừng lễ Giáng sinh. Thế nhưng mà năm nay Người dân Ukraine đã chủ động tự nguyện bảo nhau thay đổi cái ngày mừng lễ Giáng sinh theo cái ngày của Châu Âu tức là vào ngày 25 tháng 12. Họ làm như vậy chỉ để muốn mới biểu hiện một cái sự chán ngán đối với nước Nga, họ muốn đưa ra một cái thông điệp là họ muốn thoát ly khỏi cái ảnh hưởng của nước Nga cho tất cả mọi phương diện, kể cả những cái phương diện mang tính truyền thống hoặc là tín ngưỡng như cái ngày mừng lễ giáng sinh này, thì rõ ràng đây cũng lại là một hậu quả khác do cái cuộc chiến xâm lược của ông, của ông Putin, cuộc chiến xâm lược do quân đội nga đã làm ra ở đất nước Ukraine. Khi mà trả lời phỏng vấn những cái đài hay là báo chí của Tây phương, một cái người trẻ ở Ukraine ở Kiev đã nói với báo chí rằng là kể từ khi mà ngày 24 tháng 2 đó khi mà tiếng súng của quân đội Nga nổ rền trên đất nước của Ukraine thì chúng tôi hiểu rằng là từ nay về sau chúng tôi không thể nào là một phần của nước Nga như trước đây nữa và một cái người khác là cái người mà cũng là có cái chân trong cái ban vận động và cổ võ cho cái sự thay đổi ngày mừng lễ Giáng sinh này đó họ nói rằng là đây là một cái sự thay đổi rất là lớn bởi vì trong lịch sử của chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi mừng một cái ngày lễ Giáng sinh theo châu Âu như thế này có lẽ theo cái ông này cái chuyện lớn là cái chuyện mà từ kể từ nay về sau chúng tôi sẽ thoát ly mọi sự chúng tôi làm đều khác với lại đất nước Nga và có thể là nó lại là giống như châu Âu mà thực ra đó như chúng ta đã thấy trong lịch sử của Ukraine thì kể từ năm 1991 khi mà Liên Xô tan rã và Ukraine đã tách ra được ra khỏi cái quỹ đạo của Liên Xô để tự thành lập ra một cái quốc gia nó độc lập đó thì cái ý định là muốn độc lập thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Nga thì nó đã manh nha từ cái lúc đó rồi, từ năm 1991 rồi. Thế nhưng mà chúng ta hiểu những cái truyền thống những cái tập tục lâu đời ăn sâu bám rễ vào cái xã hội nhất là về tín ngưỡng về lịch sử về văn hóa nó không phải là cái chuyện mà dễ dàng để mà thay đổi nếu mà người Việt Nam chúng ta hay người tàu nó nghĩ tới cái chuyện mà đốt vàng mã thì chúng ta hiểu cái chuyện này nó đã bị lên án cả trăm năm thế nhưng mà cho tới giờ này người ta vẫn cứ làm và ngay cả những người cộng sản mà họ nói là họ vô thần không tin tưởng vào cái vấn đề tâm linh mà họ cũng vẫn làm cái chuyện vàng mã thì mình biết là cái sự thay đổi với tập quán nó ăn lâu đời là nó khó như thế nào mà nhất là ở Ukraine nó thỉnh thoảng trong cái thời gian mà độc lập cho tới trước khi chiến tranh thỉnh thoảng lại có những cái ông tổng thống mà rất là thân nga lại muốn đem Ukraine trở về với nga nữa. chẳng hạn như ông Yanukovych là cái ông mà rất thân nga mà bị lật đổ đó thì cái chuyện nó thực hiện một cái cuộc thay đổi như vậy đó nó lại càng khó khăn hơn rất là nhiều Thế nhưng mà chính là cái người Nga, chính ông Putin lại thúc đẩy cho người Ukraine đi làm cái chuyện thay đổi này nó thuận lợi và nó nhanh chóng là cái hồi mà Nga đã xâm chiếm và sát nhập bán đảo Crimea vào nước Nga. Thì sau khi đã làm cái cuộc sát nhập như vậy thì ngay vào những cái năm 19, 2014, vào năm đó, năm sát nhập đó, thì ở trong xã hội mình thấy xã hội nước Ukraine bắt đầu nổ ra những cái cuộc mà gọi là tẩy chay nước Nga đòi thoát ly khỏi nước Nga những cái tượng đài của ông Lenin rải rác khắp ở đất nước Ukraine đã bị giật đổ mà mình thấy vào lúc đó là những cái đường xá những cái dinh thự những cái địa điểm địa danh vân vân mà nó mang nặng cái âm hưởng của của Nga hay là nó dính dáng tới lịch sử với Nga thì đều bị thay đổi tên cho bằng hết và sau đó về ukraine lại tiến tới những cái bước quan trọng hơn là họ đã bảo nhau rằng là không nói và không dùng cái tiếng nga trong cái xã hội của ukraine nữa có hai cái điều quan trọng nhất và cũng xảy ra sau khi mà crimea bị sát nhập là cái chính thống giáo cái giáo hội chính thống giáo của ukraine trước kia đó thì luôn luôn là bị lệ thuộc vào chính thống giáo của của nước nga giáo chủ của thính, chính thống giáo nga cũng chính là giáo chủ của chính thống giáo của ukraine thì bây giờ người ta tách ra ukraine tách ra lập một cái giáo hội riêng có giáo chủ riêng đó là về vấn đề tín ngưỡng và cái ý chí mà đi theo châu âu hoặc là gia nhập vào liên hiệp châu âu hoặc là gia nhập vào nato nó từ đó đi nó càng ngày nó càng trở nên mạnh mẽ từ những cái chuyện như vậy thì chúng ta hiểu rằng là khi ông putin phát động một cái cuộc chiến xâm lược vào ukraine không phải là vì lý do an ninh nhưng mà có lẽ là vì ông ta lo sợ rằng là ukraine thoát ly ra khỏi ảnh hưởng của nước nga nước nga sẽ mất đi một cái quốc gia mà họ vẫn cứ gọi là anh em và chúng ta ông nhớ rằng là ông Putin không bao giờ nói rằng là không bao giờ nhận rằng là Ukraine là một cái quốc gia ông nói rằng là trong lịch sử Ukraine chưa bao giờ thực sự là một cái quốc gia cả chính vì cái sự lệ thuộc của Ukraine vào nước Nga qua nhiều thế kỷ khiến ông có một cái suy nghĩ như vậy và dĩ nhiên khi mà nếu mà như mà để cho Ukraine thoát ra cái ảnh hưởng của nước Nga thì chắc chắn là nước Nga từ nay về sau không bao giờ mà có cái hy vọng là lập lại một cái quỹ đạo liên xô với các quốc gia đông âu như trước được nữa chắc chắn là không bao giờ thành ra mới có cái cuộc chiến mà xâm lược của ông putin vào ukraine thế nhưng mà khổ cái là cái cuộc chiến này nó, nó lại đưa ra những cái kết quả hoàn toàn nó trái ngược lại với lại những cái mong muốn của ông putin ông muốn duy trì gìn giữ cái đất nước ukraine trong cái vòng kiểm soát thì càng ngày ukraine lại càng xa nước nga ra cái chuyện đối đối với những cái thay đổi mà chúng ta kể đó, thì bây giờ cái chuyện mà thay đổi ngày lễ Giáng sinh nó là một cái chuyện nhỏ. Thế nhưng mà khi nó xảy ra trong cái bối cảnh mùa đông năm nay và nhất là trong cái chiến dịch mà Ukraine, mà nước Nga đó muốn là gây ra cái sự hoảng sợ và đau khổ cho cái người dân Ukraine thì nó lại có một cái ý nghĩa rất lớn. Nó báo cho cái người Nga rằng là người Nga tàn ông Putin càng tàn nhẫn thì Ukraine càng muốn độc lập, ông Putin càng muốn duy trì, muốn muốn uh, giữ Ukraine trong cái khoảng cách của mình thì Ukraine càng cố kết là sẽ càng ngày càng rời xa nước Nga hơn và dĩ nhiên từ đó đi họ đưa ra một cái thông điệp là ngày hôm nay đó cho dù là đau khổ cách mấy họ nhất định họ phải vượt qua để thoát khỏi cái ảnh hưởng của của, của ông Putin của nước Nga. Cho nên mùa đông vừa rồi chúng ta thấy rằng ông Tổng thống Zelensky đã có một cái lời tuyên bố thay cho toàn dân của Ukraine một cái câu rất là cảm động và rất là hay. Ông nói rằng là chúng ta phải trả giá một một cái giá rất là đắt để tìm kiếm tự do. Nhưng mà cái giá phải trả cho cái sự nô lệ nó còn đắt gấp mấy lần như thế nữa. Nó cho thấy cái ý chí là nhất định là chống lại nước nga của người dân ukraine tuy nhiên như vừa nói chúng ta vừa nói đó cái chuyện thay đổi nó rất là khó nhất là đối với vấn đề mà văn hóa và tín ngưỡng lại càng khó hơn gấp bội thành ra cái chuyện mà đổi cái ngày lễ giáng sinh như vậy có nhiều người lớn tuổi của ukraine người ta không có đồng ý người ta nói sao, tại sao bây giờ lại cái bắt họ là phải theo mừng lễ giáng sinh theo châu âu hoặc là bây giờ chúng ta thấy có nhiều vẫn còn nhiều nhà thờ nhiều giáo sứ Họ vẫn tiếp tục đặt mình theo cái, cái những cái nguyên tắc, những cái thể lệ của chính thống giáo nước nga, có nghĩa là họ vẫn chưa thừa nhận cái giáo hội độc lập của của Ukraine. Thế nhưng mà ở phía có hai cái sự kiện nó xảy ra. Thứ nhất là mình thấy giáo chủ của, của từ chính thống giáo mà người ta hay gọi là thượng phụ thượng phụ kriel lãnh đạo chính thống giáo nga thì lại ủng hộ cuộc chiến của ông Putin một cách triệt để quá. Cái thứ hai nữa là ông Putin và quân đội Nga lại cứ thường xuyên nã pháo vào những cơ sở dân sự của, của người dân Ukraine bất kể đó là cái ngày lễ ngày 24, chiều ngày 24, sáng ngày 25 gì khi mà thế giới mừng lễ giáng sinh vẫn cứ nã như thường thì những cái sự tàn bạo như vậy chắc chắn sẽ làm cho cái khối dân Ukraine vẫn còn mang cái tư tưởng bảo thủ đó. Họ sẽ thay đổi rất là sớm. Nhưng mà kết luận như thế này Cho dù cái cuộc chiến ở Ukraine nó được chấm dứt bằng cái kiểu nào đi nữa Thì cái cuộc chiến của ông Putin nó cũng sẽ để lại một đất nước Ukraine Luôn luôn đối nghịch Luôn luôn cảnh giác Và luôn luôn chống chọi lại với nước Nga Và rõ ràng nếu mà như thế Thì ông Putin đã hoàn toàn thất bại Trong cái chiến lược của mình chúng tôi sẽ trở lại với một bản tin liên quan tới dịch Covid-19 ở Trung Quốc sau vài thông tin thương mại sau đây. Kế tiếp đây là chúng ta nói tới cái chuyện mà cả thế giới đang rất là lo ngại bởi vì Trung Quốc lại đang giấu giếm những cái tin tức về cái dịch COVID-19 đang bùng nổ tại đất nước này. Cả thế giới đều đã phải nói là chứng kiến hoặc là nếm mùi đau khổ qua một cái trận đại dịch COVID-19 đó đã làm cho hơn 6 triệu rưỡi con người ở trên toàn cầu này phải tử vong đó. Thành ra bây giờ tất cả những cái gì đang diễn biến đang xảy ra ở Trung Quốc đã làm cho họ cả thế giới này cũng rất là lo lắng vào cái ngày 12 của ngày 22 của tháng 12 vừa rồi chúng ta thấy rằng là bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ ông Blinken đã nói với cái người đồng cấp ở bên Trung Quốc là Vương Nghị ông Blinken nói rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay là Trung Quốc nên minh bạch tất cả những cái tin tức những cái số liệu về cái dịch Covid-19 đang bùng nổ ở đất nước này thì với một cái lời yêu cầu như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là rõ ràng là ông Blinken đang muốn tố giác rằng là Trung Quốc hiện nay cũng đang giấu giếm những cái tin tức, những cái số liệu về cái cơn dịch mà nó đang bùng nổ kể từ ngày mà Trung Quốc gỡ bỏ ra những cái biện pháp à, phong tỏa rất là cứng rắn theo cái kế hoạch Zero Covid của ông Tập cận bình và hiện nay đó thì những cái gì đang xảy ra ở bên Trung Quốc nó lại hình như nó đang lặp lại cái chuyện là bắt đầu từ Vũ Hán cái quân dịch về 19 cũ đó nó nó xuất xuất từ Vũ Hán từ đầu năm 2020. Bây giờ mình thấy đi thế uh, báo chí của thế giới những cái nhà quan sát những cái nhà phân tích nhất là mạng xã hội hàng ngày người ta đưa ra những cái hình ảnh là những cái cơn dịch của covid 19 hiện nay ở trung quốc nó đưa ra cái, cái, kết quả là tử vong rất là nhiều những cái bệnh viện thì chật kín những cái người người bệnh nhà xác của những bệnh viện này hoàn toàn không còn cái chỗ chứa rồi. Phải để ở ngoài hành lang. Ở ngoài đường thì những cái nhà, nhà tang lễ, những cái nơi kia, gọi là thợ họa thiêu xác làm việc hết công suất mà vẫn không không xoẻ. Bây giờ là người mới đây là ngày hôm qua hay là sáng ngày hôm nay thôi. Đã có hình ảnh là những cái xe cứu thương chở xác tới những cái nhà tang lễ, những cái nhà thì hỏa thiêu như vậy dài tới ba bốn cây số để chờ tới lượt mình đem xác vào trong nó kinh khủng như vậy thế nhưng mà mình thấy là bộ y tế của Trung Quốc vẫn cứ báo cáo rằng là hai ba tuần nay khi mà dịch Covid 19 bùng nổ đó thì chưa đầy một chục người tử vong vì Covid 19 Vì virus nó hoàn toàn nó, 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 nó ngược ngạo như vậy mà thế mà hiện nay thế giới lại càng thêm kinh hoàng khi mà họ đưa ra những cái nguyên tắc mới, những cái thủ tục mới để mà gọi là quy định những cái trường hợp nào là chết vì covid-19 mà cái điều này lại càng làm cho cái số thương vong vì covid-19 nó lại càng trở nên rất là hiếm. Tôi ơi có chuyện mà thế giới này đang ước lượng rằng là trong năm tới người ta nói rằng là 800 triệu người Trung Quốc sẽ bị nhiễm bệnh và ít nhất có phải gọi một triệu người sẽ phải tử vong đó thì trung quốc lại phản biện nói rằng là chúng tôi những cái với những cái gọi là những cái tiến bộ và trong nghiên cứu chúng tôi sẽ kiểm soát dịch rất là tốt và cho dù thế nào đi nữa đó thì cái số chết của trung quốc sẽ không bao giờ sẽ bao giờ cũng ít hơn là của hoa kỳ hay là của châu âu họ chỉ lấy cái, cái như là muốn cái sự thắng thua đối với thế giới bên ngoài đối với Hoa Kỳ đối với châu Âu làm tiêu chuẩn chứ còn cái chuyện mà người, 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 sinh mạng của người dân Trung Quốc hình như họ không lo lắng bằng mặt mũi của của đảng hay là của 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 ông tập cận bình thì phải. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay đó khi mà có cái đối với cái chuyện mà khi mà, mà Trung Quốc bỏ đi những cái sự phong tỏa đó thì dịch nó bùng nổ thì tổ chức y tế thế giới WHO đã khẳng định một cái điều là không phải dịch, dịch bệnh nó bùng nổ vì gỡ bỏ phong tỏa mà bởi vì vaccine của Trung Quốc yếu quá chính nó những cái vaccine này tạo ra cái kháng thể cái sự ngăn ngừa nó đã khó rồi huống chi mà nếu mà muốn mong muốn tạo ra cái chuyện mà một cái mức độ là miễn dịch cộng đồng thì nó quá xa xôi đi mà chính vì thế đó thế giới Hoa Kỳ Châu Âu cũng hiểu cũng hiểu rằng là muốn dập dịch chống dịch thì mọi nơi phải là hết dịch thành ra họ cũng muốn hết sức là muốn giúp đỡ cho Trung Quốc để mà chống dịch Họ đề nghị rằng là họ sẽ viện trợ những cái vaccine của châu Âu, của Hoa Kỳ rất là hữu hiệu cho Trung Quốc. Thì mình thấy rõ ràng là ông Tập Cận Bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc vì mặt mũi của mình, vì uy tín của mình nhất định là, 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 là từ chối, nhất định là không chịu xài. Thế mà gần đây mình lại nghe một cái tin động trời là Bộ Y tế của Trung Quốc đã tuyên bố rằng là họ từ nay về sau họ không muốn đưa ra những cái báo cáo mà hàng ngày về cái cái, cái diễn biến của dịch Covid-19 mà bây giờ thì sẽ do là CDC của Trung Quốc tức là cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc sẽ đảm nhiệm. thì mình thấy đây là một cái chuyện mà Bộ Y tế của Trung Quốc mà đã không muốn báo cáo thì CDC làm sao mà 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 dám làm cái chuyện đó được. cái lý do mà Bộ Y tế đưa ra là họ nói rằng là bây giờ thì báo cáo cái diễn biến của dịch cái tử vong hàng ngày thì nó không có gì là quan trọng chẳng thay đổi được gì bằng hơn là cái chuyện tập trung vào chữa trị ngăn ngừa cho cái, 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 cái sinh mạng của người trung quốc nó, nó khỏi cái, tô, cái, cái, cái tử vong ghê gớm thì đây cũng sự, 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 thực ra nó cũng chỉ là một cái sự ngụy biện chứ cái chuyện mà ngăn ngừa dịch bệnh chữa trị cho người bị, bệnh nhân với lại cái chuyện mà báo cáo dịch đó thì nó hoàn toàn nó độc lập với nhau chẳng có chuyện gì nó 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 ảnh hưởng cái chuyện gì cả hai chuyện đều vẫn làm song song với nhau như thường như mọi quốc gia như thế giới vẫn là từng làm là thôi không có cái lý do chính đáng nào để mà bỏ đi cái báo cáo nhưng mà hóa ra đây là một cái sự nó nó rất là quan trọng đối với thế giới người ta nhớ rằng là hồi xưa khi mà dịch nó bắt đầu ở vũ hán chính vì cái sự giấu giếm tin tức phía bên Trung Quốc mà thế giới người ta không có lường được cái tốc độ lan nhanh, không tốc độ và với lại cái cái mức độ nguy hiểm của con virus thành ra khi mà nó ào tới các nước khác, họ gọi là hoàn toàn là, là không thể khống chế được. thì bây giờ cái chuyện mà không báo, không chịu báo cáo những cái, những cái diễn tiến của dịch bệnh thì khác nào? là giấu giếm tin tức, giấu giếm số liệu giống y hệt vào đầu năm 2020 thành ra thế giới hết sức là lo ngại đối với cái thái độ của Trung Quốc và mình thấy có một điều rất là kỳ ở những cái quốc gia Tây Phương đó, những cái người, những cái viên chức mà chịu trách nhiệm về việc chống dịch hay là ông lãnh đạo của quốc gia phải lên cái báo cáo với cái người dân hàng ngày về cái diễn tiến của dịch bệnh thì bên Trung Quốc hoàn toàn mình thấy là ông Tập Cận Bình với những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn là là nín bặt. Và bây giờ họ lại còn không muốn đả động không muốn nói tới cái chuyện dịch đó thì người ta cũng không hiểu nổi cái lý do có lẽ là người ta nói rằng là có lẽ Trung Quốc đang muốn lấy cái sự bùng nổ dịch bệnh của nước mình để mà uy hiếp cái thế giới bắt thế giới phải lo ngại hay sao thì đây là một cái điều hết sức là khó hiểu hoặc là Tập cận bình đang muốn chứng minh với người dân Trung Quốc rằng là ngày xưa cái chuyện mà phong tỏa ghê gớm của ông ta qua cái chiến dịch Zero COVID đã không đã đem lại một cái kết quả hữu hiệu là cái dân tình của Trung Trung Quốc hồi đó không có chết nhiều như như, như chuyện bây giờ nhưng mà rõ ràng là đệ, chuyên gia y tế của thế giới nói rằng là cái chuyện bùng nổ này đó là do vaccine yếu mà nó ra ngày xưa phong tỏa thì không bao giờ chấm được một tới một ngày nào đó nó cũng phải bùng nổ ra mà thôi thì đây cũng cứ là một cái sự ngụy biện để giữ gìn mặt mũi cho ông tập cận bình cho đảng cộng sản trung quốc mà như chúng ta đã đã nói đó những cái vấn đề như vậy phải lại phải đi tới một cái kết luận đau thương là khi mà lãnh đương tụ mà muốn giữ gìn mặt mũi thì người dân muốn giữ mạng rất là khó và một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng mời quý vị theo dõi những cái chương trình thương mại bảo trợ cho đài sau đây. Lần này chúng ta sẽ dành nói tới hai cái tin tức của Hoa Kỳ mà cái tin đầu tiên nói rằng là ông cựu Tổng thống Donald Trump liệu có bị truy tố ra tòa hay không. Thì chúng ta đã chứng kiến cái chuyện là ngày 19 tháng 12 vừa rồi, cái ủy ban, cái tiểu ban điều tra ngày 6 tháng 1, mà mình hay gọi là tiểu ban 6 tháng 1 đó, đã họp một cái phiên họp cuối cùng. Trong đó họ đã đưa ra một cái kết luận và đề nghị với Bộ Tư pháp nên truy tố hình sự ông Donald Trump về bốn tội. Thứ nhất là âm mưu lừa đảo người dân Mỹ, thứ hai xúi dục bạo loạn, thứ ba đưa ra những cái tuyên bố sai lạc và thứ bốn là cản trở công lý toàn là những cái tội hình sự thì chúng ta biết rằng là cái tiểu ban ngày 6 tháng 1 này vào cái ngày 3 tháng riêng tới đây khi mà quốc hội của khóa mới tức là quốc hội của khóa 118 bắt đầu nhận nhiệm, nhiệm vụ đó thì hạ viện sẽ thuộc về đa số của Cộng Hòa thì cái tiểu ban này phải giải tán và vì chức năng của một cái tiểu ban ở trong quốc hội nó không có chỉ có có tính cách là điều tra và đề nghị thôi chứ không có thẩm quyền là truy tố ai cả thành ra từ nay về sau khi mà đã đề nghị cho bộ tư pháp thì cái vấn đề là truy tố hay không nó hoàn toàn nó thuộc bộ tư pháp rồi coi như là sự, tự, nhiệm vụ của tiểu ban sáu tháng một đến đây là chấm hết và trước cái viễn cảnh là truy tố ông Donald Trump hay không mình nghe báo chí mấy ngày nay những cái chuyên gia pháp lý bàn qua tán lại thì nghe những cái phân tích như vậy chúng ta đi tới một cái kết luận rằng là không ai biết được liệu là cái chuyện mà bộ tư pháp có quyết định khởi tố truy tố ông ông Trump hay không đây là cái chuyện hoàn toàn nó vào nó thuộc thẩm quyền của bộ tư pháp bộ tư pháp có hoàn toàn họ có quyền thụ lý hoặc là truy tố hoặc là không truy tố bãi bỏ mà không cần phải giải thích cái lý do gì cả và người ta đi tới mà kết luận là năm ăn năm thua không biết là bộ tư pháp có nên truy tố hay không bởi vì nó đây là một cái vấn đề nó hết sức nhiều khê trước hết mình phải thấy rằng là đối với một cái kết luận và đề nghị của tiểu ban như vậy thì ông trâm một lần nữa lại lên tiếng tố cáo rằng cái ủy ban này hoàn toàn là có một cái ủy ban được, được lập ra vì cái tính cách thù ghét ông có lý do chính trị chẳng có một cái một cái địa, cái điểm công lý nào cả đây là một cái một cái kết quả mà ông đã nói từ khi mà tiểu ban được thành lập mà quả thật rằng là cái tiểu ban này trong chín cái thành viên của nó thì hết 7 là dân chủ mà hai thành viên của cộng hòa thì đều là những cái thành thành phần chống ông Trump rất là mãnh liệt ai cũng biết cả trong khi đó thì khi mà phía bên cộng hòa đưa ra những cái nhân tuyển cộng hòa để tham gia tiểu ban thì hồi xưa bà Pelosi là chủ tịch của hạ viện thì thẳng tay bác bỏ hết không chấp nhận thành ra với một cái tố cáo như vậy thì nó cũng có cái sự có lý của nó và chính vì cái đó là một cái khuyết điểm lớn của tiểu bang thành ra suốt 18 tháng hoạt động như vậy thì hình như là cái kết quả nó nó đưa ra nó trong cái sự thờ ơ của công chúng của Hoa Kỳ không có ai không mấy ai ủng hộ cái việc làm của tiểu ban đó là một, cái, một là một cái sự thật và cái thứ hai mà chúng ta thấy rằng là bây giờ nó người ta nói rằng cái chuyện mà tự, truy tố một cựu tổng thống là cái chuyện đó, chưa hề bao giờ xảy ra trong lịch sử chính trị của hoa kỳ nếu như lần này mà ông trump bị truy tố đó thì ông lại làm ra một cái kỷ lục lịch sử mới đó là một cựu tổng thống hoa kỳ bị truy tố sau khi mãn nhiệm và chính vì cái chuyện là chưa hề có một cái tiền lệ như vậy thì người ta nói rằng cho dù có truy tố ông trump ra ngoài tòa án đi chăng nữa người ta cũng chả biết rằng là cái cái vụ án này nó sẽ giống như thế nào nó sẽ diễn tiến ra sao hoàn toàn không ai biết nhưng mà người ta tin chắc một điều là vì nó là một cái điều mở đầu tiên xảy ra trong lịch sử thành ra những cái luật sư bảo vệ cho ông Trâm nó có rất là nhiều đất để mà 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 thi thố hay nói một cái cách khác rằng là cái chuyện mà khép được tội ông Trâm cũng là một cái chuyện khó bởi vì nó chưa có nhiều, nó có rất là điều rất là mới mẻ. Mà rồi thì người ta nói rằng nếu mà Bộ Tư pháp truy tố là hại phải, đâu phải là Bộ Tư pháp tự động làm ra được. Phải đưa cho cái chuyện mà một ông công tố viên đặc biệt làm cái chuyện đó. Mà công tố viên hiện nay của Bộ Tư pháp thì hiện thời sẵn có là ông Jack Smith nhưng mà ông này bắt đầu lại phải điều tra lại từ đầu chứ không thể lấy được những cái hồ sơ của của quốc hội để mà làm điều tra lại từ đầu sau đó mới lại kết thúc điều tra rồi có rồi nói là có nên truy tố hay không tức là nó rất là nhiều khê mà ngược lại người ta đã nhìn thấy cái chuyện mà ông Mueller ngày xưa bỏ hai năm trời tốn biết bao nhiêu là tiền công quỹ để làm một cái cuộc điều tra rồi rốt rốt cuộc đưa ra một cái kết quả vô thưởng vô phạt không đúng không sai Thành ra bây giờ nếu mà có chuyện một một cái công tố viên lại điều tra như thế thì chắc là cái người dân Hoa Kỳ người ta ngao ngán mất. Mà hơn nữa người ta nói rằng là chưa chắc là Bộ Tư pháp mặn mà với cái đề nghị của một tiểu ban của Quốc hội. Bởi vì như cái chuyện này chúng ta đã nói với nhau trước đây rồi. Một cái bộ tư pháp với nhân nhân sự và những cái điều kiện hết sức là phong phú như vậy. Mà tại sao không có làm ngay từ đầu. Mà cứ phải đề nghị phải nhận thấy một điều điều tra đề nghị của một cái tiểu ban từ hạ viện rất là từ ít ỏi rất là từ nghèo nàn về nhân sự về phương tiện thành ra khi mà bộ tư pháp phải nhận ra một cái vụ án mà nó do một tiểu ban của quốc hội đề nghị thì xem chừng như họ có cảm tưởng rằng là họ rất là vô dụng họ phải nhờ tới một cái tiểu ban rất nhỏ bé của hạ viện thì mới thụ lý được một cái cái hồ sơ quan trọng như vậy và cuối cùng thì chúng ta cũng phải để ý rằng là mai mốt đây đó khi mà những cái phía cộng hòa mà kiểm soát được hạ viện lại có những cái tiểu ban điều tra nó ra đời để điều tra chuyện thứ nhất là ông hân tờ bao rồi chuyện là FBI có can thiệp vào tự do ngôn luận hay không rồi lại bộ Bộ Tư pháp khi mà ra lệnh khám xét dinh thự của ông ông Trump có hợp pháp hay không nếu mà bây giờ Bộ Tư pháp lại đưa ra một cái công tố viên đặc biệt điều tra ông 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 cựu tổng thống Donald Trump thì cái hoàn cảnh chính trị lúc bấy giờ phải nói là nó vô cùng hỗn loạn và nháo nhào. Bộ Tư pháp điều tra một cựu tổng thống Cộng hòa trong khi những cái tiểu ban Cộng hòa lại điều tra lại Bộ Tư pháp của cơ quan FBI. Thì nó đưa ra một cái hình ảnh nó, chính trị nó, nó kinh khủng như thế nào. Tất cả những cái điều mà gom lại như vậy đó khiến cho Bộ Tư pháp phải cân nhắc. Mà hơn nữa cuối cùng chúng ta phải nói tới một cái chuyện khác bên lề là, là cái chuyện tác động về chính trị chưa chắc rằng cái chuyện mà truy tố ông Trâm lại là một cái điều hay cho những những cái người dân chủ nói một cái cách chung và chính phủ của tổng thống Biden nói riêng. Bởi vì chúng ta thấy biết là hiện nay trong nội bộ của Đảng Cộng hòa đã nháo nhào rất là chia rẽ, rất là lộn xộn. Nhiều cái giới chức cao cấp trong cái Đảng Cộng hòa lại không muốn ông Trâm đi ra tranh cử bởi vì làm như vậy thì rất là thua thiệt bởi vì ông hiện nay chúng ta thấy là ông Trâm đã được, đã phải nói là đối mặt với rất là nhiều cái vấn đề nan giải mà quan trọng nhất là cái sự tiết lộ hồ sơ thuế của ông trong những ngày sắp tới đây nè, có thể là làm cho ông rất là mất uy tín thành ra với một cái việc mà truy tố ông trâm lại làm cho tổng thống cựu, cựu tổng thống trâm mất uy tín đi nữa đó ông làm ông không thể ra tranh cử thì hóa ra là giúp cho cái đảng cộng hòa Thanh lý, mô hộ, dọn nhà, dọn cửa cho nó sạch sẽ và từ đó đi nội bộ của Đảng Cộng hòa nó sẽ bớt lộn xộn, đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn. Mà những cái điều mà làm những cái điều làm cho một cái Đảng đối thủ Cộng hòa nó mạnh mẽ thì chắc chắn là những người dân chủ người ta không muốn làm và cái bản tin kế tiếp đây chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là thống đốc của tiểu bang Texas đã bị mạng xã hội những cái mạng xã hội của Hoa Kỳ chỉ trích là tàn nhẫn cụ thể là bởi vì vào cái chiều ngày 24 tháng 12 vừa rồi đó ông thống đốc của tiểu bang Texas ông Abbott cũng đã lại cho ba chiếc xe bớt chở những cái di dân bất hợp pháp về tiểu bang Washington và thả họ ở đó. Trong ba chiếc đó có một chiếc chở 50 người di dân bất hợp pháp đổ ra những cái người này vào một cái khu vực mà gần nhà của Phó tổng thống Kamala Harris cư ngụ mà theo các những cái báo chí những cái hình chụp được cho thấy là trong cái số 50 cái người di dân bất hợp pháp mà đổ được được, được bỏ ra đó được thả ra ở gần cái khu vực của nhà bà Harris đó thì có hai ba người hai ba cái đứa trẻ em thành ra cái chuyện này đã làm cho cái dân mạng xã hội phải nói là lên án ông là người quá tàn nhẫn bởi vì trong cái cái thời tiết nó giá lạnh như chúng ta đã chứng kiến khắp nước Mỹ đang phải chịu đựng như bây giờ. Vào lúc cái lúc đó là lúc có chụp hình những cái người di dân vừa được thả xuống lúc đó ở Washington thì nhiệt độ của nó là 14 độ F. 14 độ F tức là tương đương với khoảng trừ 10 độ C, nó nó lạnh kinh khủng như vậy. Thành ra bị chỉ trích như vậy thì cũng đáng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là đây đâu phải là chuyến trên những cái chuyến đầu tiên của ông Albert ông Abbott với lại với lại một cái thống đốc cộng hòa khác là ông tít của Florida đã từ trước tới nay cũng đã tổ chức rất là nhiều cái chuyến xe bớt như vậy chở những người di dân bất hợp pháp ở, ở Texas. đi có chuyên trở tới và thả ra những cái tiểu bang, những cái thành phố của của dân chủ nhằm cái mục đích là tạo ra áp lực cho những cái thành phố của người dân chủ đó và đến lượt thì những cái người dân chủ đó lại áp lực với chính quyền của tổng thống Biden buộc chính quyền của ông Biden phải có những cái biện pháp gọi là những cái chính sách về di dân nó hợp lý hơn nó và nó chặt chẽ hơn trước cái sự chỉ trích như vậy mình thấy cái ông, ông thống đốc Abbott đã đưa ra một cái biện minh cho mình rằng là vào cái ngày thứ ba của tuần trước tức là vào ngày 20 tháng 12 đó chính ông cũng đã đưa viết thư cho tổng thống Biden nói rằng là vì cái chính sách di dân của ông tổng thống Biden mà giờ tất sát đang chịu một cái gánh nặng quá tải đó, nhất là những cái thành phố ở gần biên giới như El Paso thì tràn đầy những cái người di dân bất hợp pháp lang thang trên đường phố là bởi vì những cái trại tạm cư những cái chỗ mà cư trú tạm thời đó đều chật ních và những cái người này đang gọi là gặp nguy hiểm là bởi vì những cái cơn thời những cái cơn lốc lượng đem gió lạnh đang chuẩn bị tấn công vào tất sát chính vì cái tương về cái sự an ninh của những người di dân mà ông ấy buộc lòng là phải chở những cái người này tới những cái những cái thành phố những cái khu vực khác để có được cái sự giúp đỡ và ông ấy cáo buộc rằng chính vì cái chính sách di dân của tổng thống Biden gây ra những cái thảm cảnh như vậy chứ không phải là là là, là, là tiểu bang tách sát và ông còn cho rằng là tình hình này nó sẽ càng thêm tồi tệ nếu mà thai thổ số 42 như chúng ta nói là cái thai thổ mà nó cho phép chính quyền của Hoa Kỳ và những cái giới chức uh, biên giới của Hoa Kỳ có quyền sa thải những người dân bất hợp pháp này rất ít thủ tục và rất là nhanh chóng trở về bên kia biên giới mà thực sự cái, cái, báo cáo của ông cái, cái cảnh báo của ông thống đốc Abbott thì nó là một cái điều thực tế chính cái bộ nội an của Hoa Kỳ hiện nay đang cảnh báo rằng đang đưa ra một tiên liệu rằng là một khi thai thổ 42 nó đã ngưng không có hiệu lực và có những hủy bỏ đó thì mỗi ngày Hoa Kỳ sẽ có khoảng chừng từ 9.000 tới 15.000 người di dân bất hợp pháp theo đó tràn vào đó là một cái điều mà nó phải nói là hết sức là, 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 là nguy hiểm và như chúng ta đã nói trong một tuần trước đó có nhiều thành phố mà thị trưởng là dân chủ đã bắt đầu tuyên bố những tình trạng khẩn cấp và ngay cả cái tiểu bang giàu có nhất là tiểu bang California của chúng ta đây thì thống đốc của tiểu bang ông Newsom đã, đã nói rằng là cái chuyện mà thay thò 42 mà, mà 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 bỏ đi là tiểu bang California trở thành bị căng thẳng đến mức không chịu nổi vì cái cái làn sóng liên tục của di dân bất hợp pháp tràn vào tiểu bang, nó rất là là là, 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 là hỗn loạn trong những ngày tới và cái chuyện mà trong khi đó mình thấy là từ phó tổng thống Harris là người chịu trách nhiệm trong vấn đề mà chính sách đối với người di dân đó, thì bà vẫn cứ nói rằng là biên giới vẫn kiểm soát được chứ không không phải là có cái gì là hỗn loạn thành ra chính vì đó vì cái cái tòa tuyên bố đó thì ông thống đốc Abbott mới lại chuyên trở những người di dân bất hợp pháp đổ vào cái, cái trước cửa người ta hay nói về trước cửa của bà Harris để cho bà thấy rằng là quả thật là vấn đề biên giới đang hỗn loạn chứ không phải là đang được kiểm soát như bà tuyên bố rõ ràng là hiện nay chính sách di dân đang gây ra một cái sự tranh cãi hết sức là căng thẳng giữa chính quyền của tổng thống biden với lại những cái ông thống đốc của cộng hòa thế nhưng có khổ một điều là trong cái chuyện tranh cãi như vậy thì chính cái người di dân bất hợp pháp nó đã trở thành một cái phương tiện để hai bên thể hiện để, để, để hai bên tạo ra cái áp lực của mình đối với đối phương thì đây là một cái điều nó phải nói là hết sức bi đát cho những cái tình cảnh của những người di dân bất hợp pháp này cho dù chúng ta rất là nhiều người cũng không đồng ý cách mà họ tìm đến Hoa Kỳ nhưng mà về với vấn đề nhân đạo thì rõ ràng đây là một cái thảm cảnh cần phải chấm dứt và chúng tôi một lần nữa xin tạm ngừng để chuẩn bị đi tới phần cuối của chương trình Sau đây là một cái bản tin kể về những cái chuyện rất là kỳ cục kỳ khôi đó đã xảy ra sau cái trận chung kết giữa hai đội Pháp và Á Can Đình đã chấm dứt. Thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện cái trận chung kết này nó đã kết thúc hoàn toàn là, là nó nằm vào dĩ vãng từ cả gần 10 ngày nay. Thế nhưng mà vì nó bây giờ mình mới biết là những có những cái chuyện kỳ cục chung quanh cái vấn đề đó nó được kể thành ra chúng ta đành phải nói lại một lần nữa trước khi chấm dứt vĩnh viễn về cái trận chung kết này cái chuyện kỳ cục đầu tiên là mình thấy là báo chí hoa kỳ đồng loạt đưa một cái tin rằng là người nga hoặc là à, có báo thì nói rằng là ông putin cho rằng tuyên bố một cách khơi khơi rằng là sở dĩ á Can đình điệu tuyển á Can đình mà chiếm được cái cái cúp vô địch thế giới là nhờ đất nước Á Can Đình đã trích ngừa vaccine Sputnik number Sputnik số 5. Thì đây rõ ràng là một cái tuyên bố mà nó không có cơ sở căn cứ gì cả. Người ta không hiểu nổi cái chuyện mà Á Can Đình tại sao mà trích ngừa cái vaccine của Nga mà lại đi tới một cái thể hiện cái tài năng lấy được cái giải vô địch thì không hoàn toàn không ai hiểu cả. Nhưng mà chúng ta nhớ là thực tế đó thì ngay lúc đầu quả thật là khi mà vaccine nó còn rất là yếu và hiếm hoi đó thì đất nước Á Căn Đình có nhờ tới có mua vaccine của Nga thiệt. Thế nhưng mà cho dù là trích ngừa của cái vaccine Sputnik số 5 này rồi đó thì ông tổng thống Á Căn Đình vào thời gian đó cũng lại bị nhiễm Covid-19. Và sau này khi mà đất nước Nga bắt đầu bị nhiễm kinh khủng, họ không đủ vaccine để mà sai, còn phải mua rồi châu Âu thì lúc đó Á Can Đình mới tải đôn đáo tìm mua những cái vaccine của châu Âu, của Mỹ rồi. Chứ không còn nhờ vả Sputnik nữa. Thế nhưng mà một cái tuyên bố như vậy cho ta thấy nó có vẻ như là cái này là tuyên bố của ông Putin thì phải. Bởi vì kể từ khi mà làm ra cái, cái cái cuộc chiến xâm lược ở Ukraine ngày 24 tháng 2 cho tới giờ này ông Putin hoàn toàn liên tiếp những thất bại không có gì là chiến thắng cả thành ra một cái tuyên bố mà có vẻ như dây máu ăn phần là, là có chút công lao đối với cái đội tuyển của Argentina hình như nó cũng là nó nó có lý. Và nó và cái chuyện đó thì theo như mà người Việt Nam mình nói là thấy xa là bắt quàng làm họ cũng lấy coi như là công lao của người ta làm cái công lao của mình cái chuyện thứ hai kỳ khôi cũng tương tự không kém là cái chuyện của ông thánh rắc muối chúng ta biết là cái ông thánh rắc muối là cái ông đầu bếp thổ nhĩ kỳ nổi tiếng mà ngày xưa đã làm ra cái món bò giát vàng sau đó lại đút cái, 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 cái từng miếng thịt bò cho ông bộ trưởng bộ công an việt nam là ông tô lâm như thể là con chim mẹ nút mồi cho con chim con đó và từ đó nó cái hình ảnh đó trở thành nổi tiếng đó. thì trong cái việc chuyện mà uh, trao giải chung kết vừa rồi sau khi đội tuyển Á Can Đình đã lấy được cái cúp rồi đã trình diễn ở trên sân khấu rồi thì bắt đầu họ quay trở lại sân cỏ cái chỗ mà dành riêng cho cho họ thì lúc đó đó là cái thời điểm mà họ sẽ mừng chiến thắng một cách cách thân mật giữa những cái đồng đội với nhau với gia đình với nhau thì không hiểu tại sao lúc đó mình thấy cái ông thánh nhắc muối đó ông đầu bếp thổ nhĩ kỳ đó là xuất hiện và trên cổ ông ấy thì đeo một cái thẻ dành cho nhân viên ông ấy lân la tới cái chỗ đội tuyển của á căn đình và mình thấy hình ảnh trình chiếu cho thấy rằng ông cứ khèo khèo cái tay của ông cầu thủ nổi tiếng messi như thể là ông muốn à, để cho ông messi chú ý và xin chụp hình hay sao thì mình rõ ràng là trong cái hình ảnh như vậy ông Messi ông quay lại thì ông rất là khó chịu bởi vì ông biết đây là một cái người mà hoàn toàn xa lạ lẽ ra là không nên xuất hiện ở chỗ thân mật cho gia đình cho anh em cho đồng đội như thế này và như ông lảng tránh thế nhưng mà về sau này hình ảnh tiếp tục cho thấy rằng không hiểu vì sao mà ông lại vồ được cái chiếc cúp vô địch thế giới và hôn vào cái chiếc cúp đó đây là một cái hành động mà FIFA nói rằng là nó vi phạm cái điều lệ của, của 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 họ chúng ta biết rằng là để giữ giữ giá trị cho cái chiếc cúp vô địch thế giới của world cup tức là cái chiếc jewel rima thì người ta quy định rằng là cái chiếc cúp này chỉ dành riêng cho những cái người có thẩm quyền là những cái cầu thủ và những cái họ hàng thân nhân của họ vợ và con vợ chồng con cái của họ hay là những cái giới chức có trách nhiệm ở trong cái đội tuyển của nước, nước của đội tuyển thắng đó, thì mới được, được sờ tới nó ông này là cái người lạ mà làm như thế là hoàn toàn là là một cái điều lỗ bịch cần phải lên án ai mà cũng sờ được cái 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 giải và cái tượng như vậy thì nó sẽ mất giá trị của nó đi ban đầu trước cái hình ảnh đó mình thấy FIFA không nói gì cả thế nhưng mà bộ thể thao của Hoa Kỳ thì không chịu đổi. thành ra mới tung ra một cái trừng phạt nói rằng cái ông này lỗ bịch quá th cho nên là vào cái 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 cái, 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 cái là US Open tức là một cái giải của của tennis thôi vào năm tới năm 2023 là họ không cho ông ông thánh rắc muối này bén mạng tới cái ngày mà lễ cái ngày mà tranh giải vô địch của US Open thì mình không biết rằng là cái liên đoàn bóng đá của Hoa Kỳ có cấm ông không được coi như là tham dự cái buổi lễ chung kết vào World Cup của nó kế tiếp hay không Thế nhưng mà sau cái bộ thể thao của Hoa Kỳ đưa ra một biện pháp như vậy thì mình thấy là FIFA cũng đã bắt đầu nhảy vào và sẽ tổ chức một cuộc điều tra trước khi đưa ra một cái hình phạt tương xứng cho ông Thánh rắc muối Và cái chuyện kỳ cục cuối cùng chúng ta phải nói là cái chuyện mà sau cái trận chung kết đã có kết quả xong xuôi rồi thì lại có 215.000 người hâm mộ người fan của bóng đá đó ký tên vào một cái thỉnh nguyện thư yêu cầu liên đoàn bóng đá thế giới FIFA nên tổ chức lại cái trận đá chung kết giữa Pháp và Á Canh Cái lý do người ta đưa ra là, là trong cái trận đấu này trọng tài chính đã có gọi là có có hai một cái hai cái sai lầm quan trọng để khiến cho kết quả trận đấu nó sai lạc mà đưa tới một cái kết quả thất bại rất là đáng nuối tiếc rất oan uổng cho cái đội tuyển Pháp. Thì mình nghe câu chuyện này biết chắc chắn là 215.000 người như vậy là cổ động viên cho đội tuyển Pháp rồi và họ có tỏ ra là không có gọi là không cam lòng với một cái kết quả như thế. Đối với theo họ thì chắc chắn là họ nghĩ rằng là đội tuyển Pháp mới là cái đội tuyển hay và cầu thủ bắp phê của Pháp mới là cái cầu thủ sáng chói nhất đáng được gọi là lấy cái quả cầu vàng hơn là Messi đây là cũng là quan điểm của nhiều các chuyên gia bóng đá chẳng hạn như ông Ronaldo mà người ta hay gọi là ông Ronaldo béo đó ông cũng nói như thế thế nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận một điều là trong bất kỳ một cái môn thể thao nào thế nào nó cũng phải có một cái sự sai sót bởi vì nó là hoàn toàn do khả năng con người làm ra mà trong cái môn bóng đá của thế giới thì người ta cố gắng giảm thiểu cái sai sót đó bằng cái cách người ta tạo ra là một và Tức là VAR video assistant referee. Một cái ông trọng tài chuyên môn là theo dõi những cái hình ảnh chiếu chậm trong cái trận đấu để từ đó ông có thể cố vấn cho ông trọng tài chính là nên ngừng lại để xem xét cái hoàn cảnh trận đấu lúc đó để đưa ra một cái quyết định nó chính xác hơn. Rõ ràng là họ cẩn thận như vậy mà và trong cái vấn đề này thì các trọng tài đều nói rằng là họ không sai sót. Mà nếu có sai sót thì đó là những cái sai sót mà có thể chấp nhận được. Cho nên chắc chắn là kết quả nó nó hoàn toàn nó không có thể thay đổi, không có, không có trận đấu đá lại. Nhưng mà trên một mặt khác mình phải công nhận rằng là có sự nối tiếc thật sự. Chúng người ta có hiện nay rất là nhiều người công nhận rằng trong cái trận đấu đó đội tuyển Pháp có vẻ là hay hơn. Và chúng ta hiểu rằng là những cái đội tuyển mà lội ngược dòng thì bao giờ cũng thấy, cảm thấy là có bản lãnh hơn là cái đội tuyển đang có sự thuận lợi. Thế nhưng mà dẫu sao mình phải chấp nhận cái kết quả, một cái kết quả, một cái nhiều người ta nói là chân lý trong cái môn bóng đá là nhiều khi một cái đội tuyển hay nhất không phải là một cái đội tuyển vô địch. Và cuối cùng chúng ta sẽ dành để nói tới một cái câu chuyện xã hội của đất nước Pakistan. Qua cái bản tin rằng là chú rể thì tặng cho cô dâu một chú lừa trong ngày cưới gây sốt trên mạng xã hội vâng thì hiện nay ai cũng biết rằng là có nhiều quốc gia người ta duy trì một cái tục một cái lệ là trong đám cưới thì cô dâu chú rể thì có cái màn gọi là, là trao quà cho nhau Việt Nam mình hình như cũng có cái tục này nhưng mà thường thường là họ để dành cho họ hàng thân nhân tặng quà cho cô râu chú cô dâu chú rể thì phải. Thì trong một đám cưới ở đất nước Pakistan như vậy đó, khi mà tới cái thời điểm mà chú rể phải trao quà cho cô dâu thì người ta thấy ông ấy chạy ra khỏi cái, cái hội trường mà đang làm tổ chức đám cưới đó, dắt vào bên trong một chú lừa con và tặng nó cho cô dâu trước cái sự ngạc nhiên và hết sức thích thú của cái à, cử tỏ hạ những cái quan khách ở trong đám cưới và khi mà những cái hình ảnh như vậy nó được đăng tải trên mạng xã hội đó chỉ trong hai ngày thôi nửa triệu người đã nhảy vào và cũng theo dõi và cũng đưa ra những cái nhận xét hết sức là ngộ nghĩnh và thích thú với cái hoàn cảnh vào lúc đó có một cái điều đáng nói là khi mà đưa tin về cái chuyện như vậy thì một tờ báo của Ấn Độ tờ Hindustan Times nó chạy một cái tựa đề nghe rất là hấp dẫn nói như vậy là chú rể tặng cho cô dâu một chú lừa và những cái lý do sau đó sẽ làm cho bạn cho người ta phải tan chảy trái tim phải tan chảy nghĩa là phải xúc động ghê gớm lắm Thế nhưng mà khi mà đọc cái bản tin thì mình thấy cái gì? Mình thấy là cái ông chú rể ông ông giải thích như thế nào? Ông nói rằng là sợ dĩ mà ông tặng con lừa cho cô dâu là bởi vì ông biết rằng cô dâu là cái người thích lừa. Bản thân ông cũng lại cũng là một cái người thích lừa. Và thì cái giống lừa này nó đáng được như vậy. Đáng được ưa thích như vậy bởi vì chúng nó cần cù chăm chỉ. Chúng nó hiền lành và đáng yêu. Thế thì quý vị chắc cũng giống như tôi khi chúng ta đọc cái xong những cái lời giải thích như vậy thì chúng ta thấy giải thích như vậy thì nó bình thường nó có gì đâu mà ghê gớm mà làm tan chảy trái tim người 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 ta chúng ta nhớ rằng là ở Afghanistan hay là Pakistan khi mà cái địa hình của đất nước người ta đó nó đổi núi nhiều quá hay là đường xá nó đi lại nó quá khó khăn thì một chú lừa nó vô cùng nó hữu dụng nó mang vác đồ nặng nó đi chậm nhưng mà nó nó chắc và nó có biệt tài là đi đi núi đi non rất là hay nó có hay hơn hẳn trong cái địa hình như vậy thì nó hơn hẳn ngựa nếu như cái người mà ở những cái vùng sa mạc người ta thích yêu lạc đà những cái vùng ở Á Châu người ta yêu châu yêu bò thì ở Afghanistan Pakistan người ta yêu con lừa là cái chuyện nó bình thường thôi nhưng mà ngẫm đi nghĩm lại đó cái yếu tố mà làm tan chảy trái tim người ta đó có lẽ là cái báo của Ấn Độ muốn nói rằng là hình như cái chú rể Pakistan này tặng lừa cho cô dâu thì cũng ví mình là sẽ chăm chỉ sẽ cần cù sẽ uh, hiền lành đáng yêu giống như con lừa đó có nghĩa là cô dâu được tới hai chú lừa chứ không phải một thế nhưng mà mình thấy là ở đất nước như Ấn Độ như là Pakistan là nơi mà cái, cái người đàn bà thì không có giá trị gì cả mà hóa ra người đàn ông có một tính gia trưởng rất là cao ngạo đó thì họ không có tiện để nói ra một cái ý nghĩa như vậy thế nhưng mà người ta phải hiểu là chắc là nó, cái báo này nó muốn nói như thế thì một lý do đó mới làm cho người ta tan chảy bởi vì bà vợ nào mà không muốn một có ông chồng mà hiền lành ngoan ngoãn cần cù chăm chỉ có ông chồng như vậy á, thì phải nói là bà nào cũng thích cả mà cái điều đó nó cũng là một cái điều hợp lý bởi vì nếu mà chúng ta suy nghĩ tới vô số những cái ông chồng của châu Á thì chúng ta thấy ngay rằng không cần biết là cái mấy ông này là ngày xưa khi bố mẹ sanh ra thì mang cái tuổi gì. Thế nhưng mà sau khi có vợ thì hầu như ông nào cũng đều có chung một cái tuổi con trâu cả. Cày hai ba gióp để làm cho vợ vui vẻ. Thành ra từ đó mới có đưa ra với cái ý nghĩ rằng là hình như là cái chú rể này cũng muốn biến mình như là à, muốn có ý nghĩ rằng là rồi anh cũng sẽ giống như cái con lừa vậy đây có một cái câu chuyện nó chứng minh cho cái điều đó thì có một cái con lừa nó, nó già thì nó chết thôi nó là tự nhiên thế nhưng mà ông diêm vương đó, thì ông lại rất là thích nó và thương cho đó là lúc nó sống nó cần cù chăm chỉ nó, nó, nó mang nặng nó làm việc rất là nặng nề mà nó lại hiền lành nó thành ra ông muốn thưởng nó ông nói rằng là nếu bây giờ con con lừa này mà muốn chọn nó làm một cái cái gì trong cái cái, cái 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 kiếp tới ông đều chiều thì cái con lừa già này nó mới nói rằng nó muốn trở thành một cái cầu thủ nổi danh thì ông diêm vương ông ngạc nhiên ông nói mi ngươi muốn làm cái cầu thủ nổi danh để làm gì thì cái con lừa này nói rằng là thì lúc đó tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nổi danh ở trong bóng đá là tôi thấy kiếm được nhiều tiền lắm thì diêm vương hỏi rồi nhiều tiền thì mà rồi ngươi làm gì thì con lừa lại nói khi mà tôi có nhiều tiền là thế nào tôi cũng cưới một được một cái cô vợ thật là đẹp thì lúc đó ông diêm vương ông lắc đầu quậy quậy ông nói lúc đó thì mi lại lại là thành một cái con lừa thì đổi kiếp làm cái gì không biết là ông diêm vương ông có kinh nghiệm là bản thân của ông hay không mà sau quả quyết như thế à mà suy đi nghĩ, nghĩ lại thì cũng thấy có lý chứ cả một đời cầu thủ như là long công trên sân cỏ kiếm được thật nhiều tiền thì về thì cũng nộp cho vợ thì cũng khác chi là con lừa hay là con trâu của châu á bởi vậy mới nói là nghe chuyện thì là chuyện vui mà sau bỗng dưng muốn khóc thành ra phải chương trình phải chấm dứt ở đây xin kính chào và hẹn gặp lại.